Người nông dân này đã hơn 10 năm gắn bó với trang trại chăn nuôi vịt ngan, cũng là bằng ấy năm chưa từng để xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Hơn 3.000 con vịt ngan các loại được ông quy hoạch khu riêng biệt, chăn thả trên môi trường nước được lưu thông thường xuyên. Vệ sinh máng ăn hàng ngày, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho đàn vật nuôi, rắc vôi khử trùng, tiêm vaccine đều đặn, định kỳ là những kinh nghiệm tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng, giúp những người chăn nuôi như ông chủ động phòng chống được dịch bệnh. Ngay bắt từ con giống thì gia đình đã như vậy là chủ động tiêm các vaccine để phòng dịch. Và như vậy là định kỳ theo như vậy là hàng một tháng là phải được khử trùng vôi và phun thuốc dịch hai lần. Đấy là đối với gia đình, lúc nào trong gia đình là cũng phải đảm bảo về vôi và thuốc như vậy là khử trùng đối với gia cầm. Hai nữa là công tác như vậy là vệ sinh, nhất là ăn và uống là cái công tác quan trọng số một. Ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp với mô hình nuôi chim bồ câu, anh Vũ Văn Tài đã quan tâm ngay đến công tác phòng chống dịch bệnh. Với tổng đàn trên 700 cặp chim bồ câu, anh Tài thường xuyên tiến hành phun thuốc khử trùng bên trong và xung quanh khu vực chuồng nuôi để sát khuẩn với tần suất một lần một tuần. Nhờ tuân thủ tốt các kỹ thuật chăn nuôi và bảo vệ con nuôi trước nguy cơ dịch bệnh, mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Với tình hình dịch bệnh hiện nay thì trang trại em thì cũng thường xuyên là phun sát trùng chuồng trại hàng tuần để diệt vi khuẩn virus với lại hạn chế những thực khách với lại xe cộ từ phương xa ghé thăm trang trại và thường xuyên là bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi trong trang trại. Với tổng đàn trên 32.000 con gia cầm, Yên Mạc là một trong những xã có số lượng gia cầm ở mức khá trên địa bàn huyện Yên Mô. Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và khuyến khích hộ chăn nuôi khoanh vùng, trang trại trên từng ô thửa cánh đồng là những biện pháp được chính quyền địa phương nơi đây thực hiện để kiểm soát công tác phòng chống dịch bệnh. Luôn xác định công tác phòng bệnh quan trọng hơn cả trong việc phát triển các đàn vật nuôi, Ủy ban Nhân dân xã Yên Mạc đã thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh, sớm triển khai kế hoạch phòng chống. Hiện dịch cúm gia cầm đang xuất hiện và lây lan ở một số tỉnh, thành phố. Để bảo vệ đàn gia cầm, cán bộ thú y xã đã cùng bà con nhân dân tiến hành rắc vôi khử trùng và phun thuốc sát khuẩn ở các trang trại chăn nuôi, ở trong chợ, nơi bán và tiêu thụ gia cầm. Công tác tiêm vaccine, hỗ trợ thuốc cho bà con chăn nuôi được tiến hành đúng quy định. Công tác tuyên truyền cũng được tăng cường để người chăn nuôi chủ động phòng chống dịch bệnh. Tiến hành chuẩn bị toàn bộ hệ thống vôi bột để triển khai rắc toàn bộ những cái điểm có liên quan đến khu trang trại, để khu cái điểm tập trung gia súc gia cầm, đặc biệt là khu vực chợ bút, và viết bài tuyên truyền trên đài truyền thanh ba cấp, phủ sóng lên 15/15 xóm để cho các chủ hộ chăn nuôi và nhân dân nắm được cái tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vụ xuân hè, và đồng thời cũng đã triển khai tiêm cho toàn bộ tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã. Thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các chủng virus cúm gia cầm và dịch cúm AH5N6 phát sinh. Đây cũng là thời điểm các hộ chăn nuôi thường tái đàn nên việc lưu thông và nhập giống gia cầm tăng cao, nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập dịch cúm gia cầm rất lớn. Trước tình hình đó, các địa phương như Yên Mạc đã và đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cúm gia cầm H5N6 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh và làm chết hàng loạt gia cầm. Vì vậy, việc chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh là vô cùng cấp thiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.